Tân đại sứ Nhật Bản hy vọng là mối quan hệ giữa Trung Cộng và Nhật Bản sẽ được phục hồi, tin từ Tokyo. Tân đại sứ Nhật Bản tại Trung Cộng Masato Kitara cho biết là ông tin rằng mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Trung Cộng có thể hồi phục và tiếp tục phát triển. Ông Kitara, 60 tuổi, từng làm phụ tá chánh văn phòng nội các chưa đầy 2 tháng, đã được bổ nhiệm làm tân đại sứ tại Trung Cộng vào tháng 11 vừa qua. Ông Kitara được bổ nhiệm thay thế cho cố đại sứ Shinichi Nishimiya, người đã qua đời chỉ vài ngày sau khi trở thành người kế nhiệm cựu đại sứ Ujiro Niwa. Tân đại sứ cho biết là mặc dù sứ mệnh khó khăn, nhưng ông sẽ vẫn tiếp tục thực hiện với tinh thần và lòng nhiệt tình. Ông cũng tin tưởng là khi được nhiều chính trị gia từ cả đảng cầm quyền lẫn đảng đối lập ủng hộ. Các nhà phân tích nói rằng là ông Kitara rất giỏi trong việc điều phối quan hệ quốc tế, mặc dù ông không có nhiều kinh nghiệm với vấn đề Trung Cộng. Chính phủ Nhật Bản cũng hy vọng rằng là ông sẽ phát huy khả năng điều phối để có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa Trung Cộng và Nhật Bản. Ông nói rằng cần phải đối thoại dựa trên tình hình tổng thể để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Là một đại sứ mới được bổ nhiệm, ông Kitara cho biết là nhiệm vụ chính của ông là trao đổi với các thành phần khác nhau tại Trung Cộng.